Xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với Proma Channel. Thì trong cuộc sống của chúng ta thực ra là tồn tại rất nhiều những cái nghịch lý. Ví dụ như là chúng ta từng nghe nói đến cái nghịch lý giữa tiền bạc và sức khỏe. Khi xưa sung sức thì nghèo, mà ngày nay sung túc thì teo mất rồi. Có nghĩa là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta cần tiền để mà chúng ta gọi là gây dựng, mua sắm nhà cửa xe cộ ấy, thì thông thường thì nó cũng rất là eo hẹp. Trong khi đó, những khi mà chúng ta lớn lên rồi, đã thậm chí là đã già rồi thì mới bắt đầu nhiều tiền, thì lúc đó thì cũng không còn sức khỏe để mà chúng ta cũng không cần những thứ đó nữa. Thì đó là một trong nghịch lý. Hoặc cái nghịch lý thứ hai là cái nghịch lý của chiếc máy ảnh chẳng hạn. Nếu mà chúng ta muốn sắm một cái máy ảnh tốt, máy ảnh xịn thì rõ ràng là chúng ta cần tiền. Nhưng mà khi chúng ta có tiền để mua được cái máy ảnh đó thì đôi khi là những cái khoảnh khắc trong cuộc đời nó đã trôi qua mất rồi, và kể cả có nhiều tiền đi chăng nữa chúng ta cũng không thể nào mà chụp lại được những bức ảnh của những cái thời khắc nó đã qua. Thì tất nhiên là bài hôm nay nói vậy cho vui thôi, chứ chúng ta cũng không bàn rông dài đến các vấn đề về các cái nghịch lý trong cuộc sống, mà chỉ bàn về một cái topic mà nó cũng khá nhạy cảm và nó cũng không thuộc cái chuyên môn của tôi, đó là thuộc về cái vấn đề tăng lương. Mặc dù là cái việc này thì nó cũng lặp đi lặp lại nhiều lần và nó cũng là trăn trở của nhiều bạn, nên là hôm nay tôi nghĩ là nó có một chút thời gian thì chúng ta cũng thử bàn về cái vấn đề này xem là tại sao mà khi mà chúng ta muốn tuyển nội bộ, muốn tăng lương cho những người nội bộ thì nó rất là khó khăn. Trong khi đó, khi mà chúng ta tuyển những người từ bên ngoài, và tức là từ các công ty khác về công ty này, thì nó lại đôi khi là được nó flexible hơn trong cái việc vấn đề tăng lương và thậm chí là được trọng đãi. Vì sao lại có cái nghịch lý như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Trước khi bước vào hôm nay thì các bạn có thể đăng ký kênh để đồng hành cùng team và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có hứng thú với chủ đề này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Ok, thì đầu tiên chúng ta phải hình dung về cái khái niệm về tổng thu nhập. Tổng thu nhập thì nó có 3 lớp, và tất nhiên cái lớp cốt lõi của nó chính là vấn đề lương. Vì sao lại như vậy? Tại vì là lương nó là dòng tiền cố định, thông thường thì nó không quá ảnh hưởng bởi cái KPI hoặc performance của cái người đó, nên là nó tạo cho chúng ta một cái dòng tiền tương đối ổn định. Và thứ hai nữa là nó phản ánh cái position của bạn, hoặc là cái lợi ích mà bạn đạt được so với lại các đồng nghiệp hoặc là những cái người mà cùng năm kinh nghiệm. Tại vì sao? Tại vì cái vấn đề thứ hai liên quan đến thưởng ấy. Thưởng thì thực ra thì đối với cái đội sale ấy thì thưởng nó tương đối là cao, còn đối với lại những cái người mà làm về mid office hoặc back office thì nó chỉ chiếm khoảng 20 đến 25% tổng thu nhập mà thôi. Ngoài ra ấy thì vấn đề thưởng thường nó nhân với tỷ lệ phần trăm của lương, nên là khi mà các bạn lương cái baseline lương của bạn cao thì nhân với thưởng này nó sẽ cao lên tương ứng. Chính vậy nên là cái lương nó vẫn là cái cốt lõi của vấn đề. Chính vì vậy nên là khi mà nói chuyện với nhau thì thông thường người ta hay so sánh lương với nhau. Tất nhiên là chúng ta thường không tính thưởng ở đây, mặc dù là cái thưởng ở một số các đơn vị có thể là nó cũng tương đối đáng kể, có thể thậm chí chiếm đến 30-40% đối với đội sale và 20 đến 25% đối với đội middle. Và cuối cùng là những cái phúc lợi ngoài lương có thể là bảo hiểm y tế, rồi cho vay, ưu đãi nhân viên, rồi vân vân. Nó có rất nhiều những cái phúc lợi ngoài lương thì chúng ta sẽ không nói đến ở đây. Nhưng mà để tránh cái sự hiểu nhầm thì chúng ta đang chỉ bàn về cái lớp trong cùng, đó chính là về vấn đề lương mà thôi, chứ chúng ta không bàn về thưởng hay các phúc lợi ngoài lương. Bây giờ chúng ta cũng để tránh hiểu nhầm thì chúng ta sẽ bỏ qua những cái vấn đề liên quan đến văn hóa làm việc, hoặc là liên quan đến sếp, hoặc là các vấn đề về cơ hội học hỏi vân vân. Tại vì tất cả những cái này, những cái môi trường làm việc này thì nó là cái topic mà liên quan đến cái việc chúng ta chọn lựa cái phòng ban hoặc cái vị trí như thế nào hoặc công ty nào mà thôi. Chứ còn đây chúng ta chỉ thuần túy là giả sử rằng là các vấn đề khác như là sếp, rồi thì ở môi trường làm việc, rồi các cơ hội khác là như nhau, mà chúng ta sẽ chỉ thuần túy bàn về vấn đề là tại sao cái người bên trong nội bộ, tuyển nội bộ thì rất khó tăng lương, trong khi đó người ngoài vào thì có thể là được tăng hậu hĩnh hơn. Và ok, bây giờ trả lời thêm một câu hỏi là vì sao chúng ta phải tăng lương. Thì nó có ba cái lý do chính. Đầu tiên là vấn đề về lạm phát và GDP. Thì nếu mà chúng ta không tăng lương thì với mức độ lạm phát từ 3 đến 4% một năm, thậm chí có những năm
như là năm 2008 chẳng hạn, thì lạm phát nó có thể lên đến chừng hơn 20%, thì rõ ràng là bản chất của lạm phát chính là việc chúng ta giảm lương, có nghĩa là giảm cái giữ nguyên lương danh nghĩa nhưng mà cái lương thực của chúng ta bị giảm, tại vì cùng một cái mức lương đó và sức sức mua của chúng ta giảm. Tất nhiên cái việc này nó ảnh hưởng đến toàn xã hội, nhưng mà về mặt bản chất là ai cũng sẽ bị giảm giảm lương nếu chúng ta có lạm phát, vì vậy nên là cái việc tăng lương là điều tất yếu. Thứ hai nữa là vấn đề về GDP, tăng trưởng GDP. Thì các bạn hình dung tăng trưởng GDP chính là cái việc giàu có lên trung bình của một quốc gia nào đó. Vì vậy nên ví dụ như GDP ở Việt Nam tăng trưởng khoảng chừng 6 đến 7% một năm, điều đó có nghĩa là cái mức tăng trung bình của toàn bộ dân số Việt Nam, ở đây là mức tăng mức độ giàu có hay gọi là thu nhập ấy, là trung bình khoảng 6 7% một năm. Nếu như mà bạn đang trong độ tuổi lao động sung mãn và cái mức lương của bạn hoặc các thu nhập của bạn không tăng lên tương ứng, thì có nghĩa là bạn đang nghèo đi tương đối so với trung bình của xã hội. Và ngược lại, nếu như mà cái tốc độ tăng thu nhập của bạn trung bình năm nhé, tất nhiên là ví dụ năm này năm sau bạn không tăng, nhưng năm sau nữa bạn lại tăng tầm 100% 200% nữa, thì trung bình năm của nó khoảng là 30 40% chẳng hạn, thì rõ ràng là bạn đang gọi là trở nên tăng cái mức thu nhập, nó tăng lên vượt trội, tức là giàu hơn so với lại trung bình của xã hội. Thì các bạn hình dung về các yếu tố này để cho thấy rằng là mặc dù chúng ta đi làm thật, nhưng mà cái vấn đề tăng lương và tăng thu nhập nó là cái điều tất yếu. Chỉ có điều là chúng ta tăng bằng cách là chúng ta ở lại với cái công ty hiện nay hiện hữu, hay là chúng ta phải di chuyển đến một cái minh chủ mới, một cái ngôi nhà mới mà thôi. Thứ hai là tăng lương để đứng về phía nhà quản lý, thì để người ta tưởng thưởng cho những cái người dẫn đầu team, hoặc là có hai contribution, tức là đóng góp cao đến cái dự án hoặc là cái business line đó, thì điều đó là đương nhiên. Thì đây nó là cái vấn đề thưởng, và người ta hoàn toàn có thể là thưởng cuối cái dự án, hoặc là cuối các cái chương trình sale, hoặc là cuối năm business performance, nhưng mà người ta cũng hoàn toàn có thể tăng lương để mà tưởng thưởng đó, thì tức là tăng ở cái lớp lương chứ không phải là lớp thưởng. Tiếp theo nữa là tất nhiên là để cái duy trì cái energy, cái nhuệ khí của quân, thì thông thường thì người ta sẽ phải có cái lộ trình tăng lương. Điều tăng lương là tất yếu, mà nên tốt nhất là chúng ta hãy nên tăng lương để mà giữ được chân nhân tài. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái sự tăng lương này nó phải nằm trong một cái kế hoạch, một cái lộ trình để đảm bảo quản lý được tốt cái OPEX của toàn ngân hàng. Có thể chúng ta có thể giảm người, cứ nói vui là sa thải người đi vậy đi, để mà có cái không gian để mà tăng lương cho những người ở lại, nhưng những người ở lại cái business performance của họ phải tốt hơn, mạnh hơn, thông qua là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật hoặc là công nghệ vào để mà nó tăng cái năng suất lao động, từ đó thì có cơ sở để mà chúng ta tăng lương cho người lao động. Thì nếu mà nhìn vào bảng lương cũng như là bảng số lượng người của ngân hàng, thì các bạn biết là những cái ngân hàng mà đạt cái business performance cao nhất thì không có nghĩa là những ngân hàng đó là có nhiều nhân viên nhất. Chẳng hạn như những ngân hàng như là Techcombank hoặc là MB hoặc là Vietcombank không phải là những ngân hàng mà có nhiều nhân viên nhất, nhưng mà cái số lượng tức là cái lượng profit mà tạo ra trên đầu nhân viên lại là cao nhất, nên là nó sẽ đặt cái nền móng tốt cho cái việc là thu nhập trên đầu nhân viên của nó sẽ là tốt hơn. Thì về cơ bản nó là như vậy. Đây là các cái lý do mà vì sao chúng ta phải cần tăng lương, bất kể là bạn tuyển nội bộ hay là tuyển bên ngoài vào. Bây giờ chúng ta trả lời thêm một cái câu hỏi là khi nào mà nó xảy ra cái hiện tượng là cái mâu thuẫn giữa việc tăng lương nội bộ và tăng lương khi mà tuyển người bên ngoài vào. Thì nó có hai cái trường hợp xảy ra. Trường hợp số 1 là chúng ta xuất hiện một cái vị trí mới và chúng ta hoàn toàn có hai phương án xảy ra, một là đăng tuyển nội bộ và hai là tuyển từ bên ngoài. Và thứ hai nữa là chúng ta không xuất hiện các vị trí mới, tức là không có nhu cầu tuyển mới, tuyển cho một cái vị trí mới, nhưng mà cái người mà đang làm hiện nay ấy, thì người ta đưa ra, nói nhẹ thì là tối hậu thư, còn nói nặng thì là yêu sách lên manager, cấp manager, và nói rằng là em, tức là gần như gợi ý là em thực sự em rất là muốn ở lại với công ty, nhưng vì vấn đề thu nhập này nọ nên là em có thể là em sẽ phải rời đi nếu trong trường hợp mà công ty không tăng lương cho em ở kỳ này hay kỳ sau chẳng hạn, các kỳ review lương ấy. Thì người ta cũng có thể đưa lên những cái thỉnh cầu như thế này. Thì đây là hai cái trường hợp, nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ chú trọng hơn vào cái trường hợp số 1, trong cái nghịch lý của cái trường hợp số 1, chứ chúng ta sẽ phân tích một chút ở cái trường hợp số 2 mà thôi. Nhưng mà đây là hai cái trường hợp phổ biến, tức là trường hợp số 1 là xuất hiện vị trí mới và chúng ta có thể là tuyển người nội bộ hoặc tuyển từ bên ngoài vào, và cái thứ hai là chúng ta
Và người nhân viên, trường hợp thứ hai là người nhân viên người ta không xuất hiện vị trí mới nhưng người ta đưa ra những cái yêu sách trong vấn đề tăng lương, nếu không thì người ta sẽ rời đi. Và thông thường ấy, khi mà người ta đã rời đi thì thông thường người ta đã có một cái phương án B hoặc là một cái offer letter từ bên thứ ba rồi, và từ đó thì có thể gây áp lực cho bên nhân sự để mà điều lường với lại công ty hiện tại. Cái này thì nó cũng thực ra thì nó là tâm lý chung của con người thôi, nên là nó không có cái vấn đề gì thuộc về đạo đức ở đây cả, mà chúng ta hãy nhìn nhận nó như là một cái vấn đề bình thường trong cuộc sống. Chúng ta không 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 nên có những thành kiến trong những cái trường hợp như thế này, mà quan trọng là chúng ta cái phân tích thiệt hơn như thế nào để mà chúng ta cùng với lại người lao động xem là cái phương án nào mới là tốt nhất cho cả hai mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta hãy thử phát biểu một cái nghịch lý của cái topic ngày hôm nay. Đầu tiên là cái việc tuyển nội bộ thì thông thường sẽ được ưu tiên, tại vì là chúng ta có thể sử dụng luôn được cái nhân sự đó, tại vì họ đã có kinh nghiệm mà làm việc ở cái ngân hàng đó rồi, họ hiểu về các cái business process rồi các stakeholder thì họ sẽ gần như là phát huy tác dụng ngay nếu mà chúng ta tuyển nội bộ. Nhưng mà thông thường thì những cái người như thế này sẽ bị áp cái mức khung tăng trần cho điều chuyển nội bộ thông thường là 30%, và nó dao động phổ biến trong khoảng từ 16 đến 20%, còn nếu vượt lên trên ngưỡng này thì sẽ phải tăng cấp phê duyệt, tức là escalation để mà có thể phê duyệt được. Nên thông thường thì ở mức 16 đến 20% cho gọi là đang tuyển nội bộ, tức là điều chuyển nội bộ. Thế còn trong khi tuyển người ngoài thì lại ít bị áp trần, nên là việc tăng lương nó rất là đa dạng. Nó có thể là 50, thậm chí 70%, thậm chí 100% so với lại cái mức lương hiện tại của người đó tại cái công ty cũ. Chính vậy nên là mà thậm chí đôi khi cái chi phí cơ hội của cái việc tuyển người ngoài sẽ cao hơn, do chúng ta phải phát sinh cái chi phí đào tạo lại. Và đôi khi cái người quản lý người ta cũng muốn là tuyển nội bộ nhưng mà lại không tuyển được vì là cái trần lương, hoặc là có thể bị thiệt hại do mất cái nhân tài nội bộ. Thì ở đây chính là một cái nghịch lý nó như vậy, tức là rõ ràng là cái người quản lý người ta ưng cái người nội bộ rồi, nhưng mà người ta sẽ không giữ được chỉ vì vấn đề là trần lương mà thôi, trần tăng lương. Trong khi đó nếu mà người ta tuyển cái người ngoài vào thì có thể là người ta không hài lòng lắm, nhưng mà người ta có thể là vẫn phải làm, tại vì là chúng ta không thể nào giữ được chân của cái người nội bộ nữa, tại vì cái vấn đề về budget constraint ở đây, về cái range trong cái việc tăng lương ở đây. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích xem là cái nghịch lý này là do đâu và vì sao nhé. Những cái trường hợp mà rất khó tăng lương nội bộ là như thế nào? Thì ở đây có 3 trường hợp mà rất khó tăng lương nội bộ, đó là nếu mà các bạn đưa yêu sách nhưng mà chúng ta vẫn giữ vị trí cũ, vẫn giữ cái mô tả công việc cũ, tức là job description và những cái scope, tức là những cái phạm vi công việc mà chúng ta hiện đang làm vẫn như cũ, thì gần như là các bạn sẽ rất là khó để mà được chấp nhận tăng lương. Tức là ở cái yếu tố số 2 là yếu tố mà các bạn đang làm việc hiện tại và các bạn muốn có nhu cầu tăng lương thì sẽ rất khó có cơ sở để trong manager người ta approve nếu trong trường hợp mà mọi thứ khác vẫn giữ y nguyên. Người ta sẽ không thể nào tăng lương cho bạn chỉ vì là bạn đã làm ở đây lâu hoặc là high contribution vân vân, tại vì tất cả những điều đó nếu mà bạn làm tốt thì bạn đã được thưởng cuối năm rồi, nên thông thường thì vấn đề lương mà những cái thứ khác giữ nguyên như là vị trí, title và scope và JD thì rõ ràng là rất khó để mọi người có thể approve cái yêu cầu này. Thà rằng là người ta mất một nhân viên đó và đào tạo một nhân viên khác, chứ không bao giờ nên là làm theo cái hướng như thế này. Cái thứ hai nữa là các bạn nếu mà đã tuyển nội bộ thì các bạn sẽ rất là khó được tăng lương nếu trong trường hợp mà cái mức lương của bạn đã đạt ở cái giải cận biên cho cùng grade, ví dụ như bậc 8 hay bậc 9 chẳng hạn, thì nó có những cái giải lương, và nếu mà các bạn đang ở cận bên dưới, tức là trung bình hoặc cận bên dưới, thì có thể vẫn còn cái không gian để bạn tăng lương. Nhưng nếu bạn đã ở cận trên rồi thì sẽ rất khó để bạn tăng lương, trừ khi là bạn sẽ tăng grade. Nhưng mà tất nhiên tăng grade thậm chí còn khó hơn cả tăng lương, tại vì tăng grade thì nó sẽ phải cần cái cấp phê duyệt cao hơn. Cầm cái cấp phê duyệt cao hơn, nên các bạn cũng nên hiểu cái tình thế của mình trong cái trạng thái như thế nào để chúng ta dễ dàng gọi là có những cái đường đi nước bước cho chúng ta. Chứ còn nếu trong trường hợp mà chúng ta đưa ra những cái proposal, những cái tôi cứ tạm gọi là cái yêu sách đi, trong cái việc tăng lương nội bộ mà nó không đạt đấy, mà thì rõ ràng là người quản lý người ta đôi khi người ta sẽ không còn tin tưởng bạn nữa, tại vì người ta biết rằng là bạn đang gọi là nó giống kiểu bạn đang sống hài lòng mà,
thì bạn đang dần dần là bạn đang muốn là rời bỏ cái tổ chức này rồi, tại vì bạn đang tương đối là không hài lòng với lại cái mức lương so với lại cái công hiến của bạn, thì rõ ràng là nó sẽ rất là không hay. Và cái thứ ba nữa là những cái job mà không nằm trong các vị trí trọng yếu của chuỗi giá trị thì thông thường là rất khó được tăng lương. Chẳng hạn như bạn làm các nghiệp vụ về vận hành, về quản lý kho, về kiểm soát sau vay, về đăng ký giao dịch tài sản bảo, vân vân, tất cả những cái việc đó là những cái việc mà hoàn toàn người ta không thể đào tạo một người mới khá nhanh để mà có thể làm cái công việc đó, và hoàn toàn có thể thay thế bạn. Nên thành ra là những cái công việc mà nó nằm trong các vị trí trọng yếu của chuỗi giá trị, như là các vị trí như là bây giờ tool FIS, những cái dự án trọng yếu, hoặc là những cái dự án chiến lược, hoặc là những cái mà skill set rất là unique cho kiểu chuyên gia trên thị trường rất là khó tìm kiếm, thì có thể là bạn sẽ có cái không gian đàm phán trong việc tăng lương. Còn nếu không thì nếu mà bạn ở trong ba trường hợp này thì nhìn chung là chúng ta sẽ rất khó để mà tăng tăng lương theo kiểu người ta gọi là tăng lương theo kiểu tự thân hay theo kiểu sinh học, tức là organic. Còn cái loại mà bạn nhảy sang một công ty khác thì cũng có thể hiểu là một dạng tăng trưởng cơ học, tăng trưởng nhảy vọt, tức là inorganic growth. Thì để cho các bạn biết xem là hình dung là vì sao và như thế vì sao mà cái việc tăng lương nội bộ nó lại khó như vậy mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tự thử tìm hiểu xem là như thế nào mới là cao và như thế nào mới là thấp. Thì trong triết học nó có câu nói là tích đủ về lượng thì sẽ chuyển đổi về chất, tích đủ về lượng thì sẽ chuyển đổi về chất. Có nghĩa là ở đây trong trường hợp này có nghĩa là mức lương tăng như thế nào ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của bạn cho vấn đề đi hay ở. Thì thông thường người ta khảo sát ở các cái hãng tuyển dụng lớn ấy, cái mức người ta khảo sát rằng là cái ngưỡng lớn hơn hoặc bằng 25% là một cái ngưỡng đủ lớn. Đây còn gọi là cái ngưỡng tâm lý, tức là đủ về lượng để cho các bạn chuyển đổi về chất. Có nghĩa là các bạn bắt đầu nghĩ đến cái việc là ok, lớn hơn bằng 25% là khá là hấp dẫn để cho các bạn chấp nhận rủi ro, nhảy ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm một công việc mới. Hay nói khác là các bạn bị lôi kéo sang một cái công ty mới thì là ngưỡng 25%. Trong khi đó ngưỡng điều chuyển nội bộ thì thông thường nó sẽ thấp hơn ngưỡng tâm lý này là khoảng 15 đến 20% và tối đa là 30%. Nhưng mà cái điều chuyển nội bộ thì nó có thuận lợi là bạn vẫn nằm trong cái công ty đó, nên mọi thứ bạn đã đang hiểu tương đối rõ, thì cái mức độ rủi ro trong cái việc là bạn có thể làm cái tác vụ đó hay không thì nó sẽ thấp hơn. Rủi ro càng thấp thì biên lợi nó sẽ càng thấp, thì đây cũng là điều đương nhiên mà thôi. Thông thường thì cái ngưỡng cho cái việc tuyển ngoài ấy, ở đây chúng ta có ngưỡng tâm lý này, ngưỡng tuyển nội bộ và ngưỡng tuyển ngoài. Tuyển ngoài thì rất là khó xác định ngưỡng, nhưng mà nó cũng có thể là 50, 70, thậm chí là 100% và dựa theo cái baseline hiện tại của cái người đó tại công ty bên kia. Thì tất nhiên là cái mức lương của người đó tại cái công ty cũ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sẽ dần về sau chúng ta sẽ biết, nhưng mà hiện tại thì chúng ta không thể so sánh với lại cái người nội bộ này được, tại vì có thể nó sẽ thấp hơn và thấp hơn đáng kể, thì khi đó thì cái phần trăm để mà cho người ta tăng lương nó sẽ cao hơn so với lại việc chuyển nội bộ. Các bạn hiểu, ví dụ như cái người nội bộ này họ đang hưởng lương 20 triệu chẳng hạn, trong khi đó cái người tuyển ngoài này chỉ là 15 triệu. Vậy thì nếu mà chúng ta tuyển cái người ngoài này vào cho với cùng cái mức lương của người tuyển nội bộ này thì rõ ràng là cái phần trăm nó sẽ cao hơn, tại vì là cái baseline hiện tại của họ là thấp hơn. Thế thì cũng có nhiều công ty, thậm chí là hầu hết các công ty, đặc biệt là đối với những công ty mà tuyển đối với các vị trí mà nó lương tương đối cao, thì người ta sẽ check những cái vị trí, những cái mức lương cũ của họ, và người ta có up về mức trần trong cái việc top up lương đó. Thì chính vậy nên là đôi khi nhiều bạn nó có xảy ra cái hiện tượng là giả bảng lương hiện tại. Giả bảng lương có nghĩa là bạn làm fake cái bảng lương, nhưng mà tất nhiên là cái việc fake này thì nó cũng hạn chế thôi, tại vì là hiện nay thì người ta có những cái agency để mà làm cái việc check bảng lương này, làm việc audit cái background của họ, nên là tốt của bạn, nên là tốt nhất là chúng ta không nên, tuyệt đối không nên fake những cái bảng lương như này, nó sẽ rất là gây tổn hại cho các bạn. Thì ok, thì đây là một vài những cái ngưỡng để các bạn hình dung xem là cái phần trăm mà gọi là cái không gian đàm phán, hoặc là cái phần trăm đàm phán của các bạn khi mà các bạn chuyển điều chuyển nội bộ hoặc là tuyển từ bên ngoài vào là như thế nào. Ok, thì lúc nãy chúng ta đã phát biểu một cái nghịch lý giữa tuyển nội bộ và tuyển từ bên ngoài, thì bây giờ chúng ta sẽ thử hình dung xem là thử trả lời câu hỏi xem là vì sao mà lại có cái nghịch lý như vậy. Thế thì tôi cho rằng là có vài những cái lý do. Thì một cái lý do cơ bản đầu tiên đó là vấn đề tăng lương nội bộ có thể làm phá hỏng cái chiến lược quản lý chi phí OPEX
mà tất nhiên cái tỷ trọng lớn nhất của chi phí OPEC nó chính là chi phí nhân sự, nên là thà rằng họ sẽ hy sinh một vài trường hợp, hy sinh ở đây tôi muốn nói là có thể là cái manager của cái functional department đó và cái người HR đó rất là muốn giữ chân cái người đó, nhưng mà họ hiểu rằng là họ phải hy sinh một vài cái trường hợp để họ bảo vệ cái phòng tuyến của hệ thống về mặt gọi là cost constraint. Thì điều này là đã từng xảy ra các bạn ạ. Người ta phải khi mà run một cái tổ chức 20.000 người thì người ta phải giữ vững một vài cái nguyên tắc để mà nó không bị phá hỏng những cái gọi là phòng tuyến của hệ thống. Phòng tuyến ở đây được hiểu là nếu bạn đã mở cửa cho người này, người A, người B, người C phá hỏng những cái quy tắc A, B, C thì rõ ràng là những người còn lại người ta cũng sẽ nói nhẹ thì là gọi là người ta nghi kỵ, hoặc nói mạnh thì là người ta cũng sẽ nổi loạn để mà người ta đòi tăng lương. Nên thành ra là cái việc mà tăng lương vượt quá một cái range nào đó, đặc biệt là điều chỉnh nội bộ, nó rất là không nên, và nó có thể làm phá hỏng những cái chiến lược về mặt tiết giảm chi phí của cái hệ thống đó. Nên là người ta sẽ có đánh giá những cái trade off ở đây, và đối với các sếp ấy thì đặc biệt là khối tài chính, khối nhân sự và cái phòng ban mà sử dụng cái người lao động đó, người ta sẽ phải cân nhắc kỹ giữa cái thiệt cái hơn. Và thông thường thì người ta không phá bỏ đi các nguyên tắc mang tính chiến lược chỉ vì một vài trường hợp. Thứ hai nữa là các vấn đề tuyển nội bộ này thông thường nó sẽ phải xem xét trong từng trường hợp, và người ta sẽ không thể nào so sánh trực tiếp giữa người trong và người ngoài được. Tại vì là xét về mặt năng lực thì chúng ta người ta chưa làm, nên chúng ta sẽ không thể nào mà chắc chắn trong cái việc so sánh one by one được. Trong khi đó thì người ta sẽ chỉ cần tìm những cái người mà có thể làm được công việc và phù hợp với lại cái công việc đó trong cái cost constraint cho phép, chứ còn thì cái việc phá hỏng cái hoặc là vượt qua cái giải lương điều chỉnh nội bộ cho phép ấy, thì nó chỉ là cái secondary mà thôi, nó chỉ là cái thứ yếu mà thứ hai mà thôi. Nói khác là người ta sẽ mang dao mổ trâu đi giết trâu, mang dao mổ gà đi giết gà, chứ người ta không mang một dao mổ trâu đi giết gà. Có nghĩa là người ta cần tìm những người phù hợp trong cái giải lương cho phép và trong cái năng lực có thể chấp nhận được, chứ người ta không nhất thiết phải tìm những người quá là xuất sắc cho một cái vị trí mà để mà đánh đổi một cái mức lương cao, nó không phải là như vậy. Nên là đôi khi các bạn điều chỉnh nội bộ, các bạn có thể thấy tại sao tôi làm tốt hơn cái người này người kia, và tôi muốn tăng cái mức lương, cái range, cái phần trăm nó cùng với lại cái người ngoài, mà tại sao lại các sếp lại cứ ưu đãi cái người kia. Tại vì đơn giản bởi vì cái baseline của người kia có thể nó thấp và nó đáp ứng được cái tiêu chí về qualification, về cost constraint, mà người ta pick luôn cái người đó, chứ cũng không hẳn là người ta không muốn tuyển nội bộ. Thì các bạn hình dung nó là như vậy. Tiếp theo nữa là cái không gian tăng trưởng nó phải được nhìn từ nhiều góc độ, bao gồm cả năng lực của cá nhân rồi cái budget constraint của cái phòng ban đó. Thì cái ý này thì tôi cũng đã giải thích rồi. Thì năng lực cũng như là cái vấn đề năng lực nó chỉ là một phần của bài toán này thôi. Quan trọng nó là các vấn đề liên quan đến việc chiến lược tiết giảm chi phí OPEC là như thế nào, rồi thì budget constraint ra làm sao nữa cơ. Và cuối cùng nữa là đôi khi tuyển người ngoài vào cũng là một cái cách để người ta làm giàu những cái know-how, đặc biệt là nếu mà những cái người ngoài đó đến từ những cái công ty leading cái industry đó, hoặc là từ những cái đối thủ cạnh tranh. Đấy, thí dụ như là những cái ngân hàng dẫn đầu như là MB hoặc Techcombank hoặc là VPBank ấy, họ có mức độ sáng tạo về mặt công nghệ tương đối cao, cũng có thể hiểu là một dạng ngân hàng trendy hoặc active. Nên là thành ra là những cái người mà đến từ ngân hàng đó thì có thể là nó somehow là nó cũng có giá hơn, tại vì những cái know how của họ sẽ khá là tốt cho những cái công ty, những cái ngân hàng mà ở cái gọi là tier thứ hai, tức là xếp sau một chút. Thì tất nhiên đây không có cái sự phân biệt gì đây, mà ý tôi muốn nói rằng là người ngoài vào thì đôi khi là những cái insight, những cái know how business của họ cũng sẽ làm enrich, enhance cái business process hoặc là những cái know how hiện nay của cái ngân hàng này. Chính vậy nên là nó có thể là một lý do mà người ta có thể chấp nhận gọi là tăng lương tương đối cao cho người bên ngoài mà không phá hỏng cái budget constraint, những cái trần về tăng tuyển nội bộ nó là như vậy. Tức là người ta có thể có những cái trade off đằng sau đó, những cái sự đánh đổi ạ. Ok, thế vậy thì nãy giờ chúng ta đã bàn rất là rông dài về cái việc là tuyển nội bộ với lại tuyển bên ngoài như thế nào, đâu là cái ngưỡng mà vì sao mà người ta lại có cái nghịch lý là hậu đãi cái người tuyển bên ngoài và đặt cái mức trần cho việc tuyển nội bộ là như vậy.
Thế thì bây giờ chúng ta hãy xem là vậy thì đó là một cái thực tế mà đôi khi chúng ta cũng không thể nào mà gọi là chống lại được. Tất cả những cái đó nó thuộc về vấn đề hệ thống và về mặt chiến lược quản lý rồi, nên là chúng ta sẽ nên gọi là hình dung để mà chúng ta hiểu và thông cảm đối với lại các sếp cũng như là những cái người mà chịu cái chi phí về quản lý nhân sự. Thì chúng ta sẽ xem là nếu mà đã như vậy thì cái kế hoạch và cái góc nhìn của bạn về vấn đề này nó nên là như thế nào. Thì đầu tiên là bạn hãy cứ xác định một cái không gian tăng trưởng dành cho mình. Không gian tăng trưởng tức là bạn xem là bạn theo đuổi những cái stream như thế nào, những cái career path như thế nào, để mà những career path đó nó là những career path dẫn đầu chuỗi giá trị. Thì từ đó thì chúng ta sẽ tự xác định được cái giá trị trục của bản thân, giá trị của bản thân, và bán cái giá trị đó từ cái công việc mà mình làm, hay nói khác là chúng ta tự định giá, chúng ta bán cái giá trị đó. Và cho đến khi mà chúng ta thấy rằng là cái giá trị mà chúng ta deliver ra nó nhiều hơn so với những cái mà chúng ta nhận về, thì rõ ràng là chúng ta có những cái cơ sở để mà có thể moving up nội bộ, tức là điều chuyển nội bộ, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể ra đi. Tại vì không phải các sếp không quý bạn, hoặc là không phải vì vấn đề hiện nay công ty này nó không tốt, mà là đơn giản bởi vì là một số những cái vấn đề mang tính hệ thống thì bạn hoàn toàn có thể gọi là ra đi sang công ty khác để mà nó đáp ứng được cái mức income mà bạn bạn kỳ vọng. Tại vì cái giá trị mà hiện nay bạn tạo ra có thể là lớn hơn so với lại cái mức offer hiện nay của công ty hiện nay, thì điều đó nó cũng là cái điều bình thường, cái điều đương nhiên thôi. Có rất nhiều bạn chia tay trong êm đẹp như vậy, và về sau người ta có thể quay lại cái công ty cũ và người ta lại cống hiến lại cho cái công ty cũ là cái chuyện rất là bình thường. Cũng giống kiểu trong cái thế giới của các cầu thủ bóng đá, mà các bạn hãy hình dung mà xem, đôi khi người ta đầu quân sang cho câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, và cuối cùng người ta lại quay về cái câu lạc bộ cũ, nó cũng rất là bình thường. Người ta đá vào lưới của cái câu lạc bộ mà người ta rất là yêu mến thì nó cũng là cái chuyện bình thường. Đôi khi người ta ra đi để tìm những cái không gian tăng trưởng, chứ không nhất thiết phải là vì cái vấn đề thuộc về tình cảm ở đây. Tình cảm thì chúng ta vẫn luôn có, nhưng mà khi mà chúng ta đã định giá được cái giá trị bản thân và cái giá trị mà chúng ta deliver từ cái công việc, thì chúng ta không mưu cầu bổng lộc, không xin ai cả, nhưng mà rõ ràng là nó phải xứng đáng với những gì mà chúng ta deliver. Thì cái cách tiếp cận nó là như vậy. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải kiên định với lại cái career path có không gian tăng trưởng và dẫn đầu chuỗi giá trị. Và khi mà kiên định đấy rồi thì chúng ta sẽ theo cái career path đó, và các bạn cứ tin rằng là nếu mà các bạn dẫn đầu chuỗi giá trị thì sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Các bạn sẽ luôn luôn có cái không gian tăng trưởng và có đất dụng võ để mà chúng ta có thể có cơ hội nâng cao cái thu nhập của chính mình. Và cuối cùng thì cũng chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà chúng ta thường đã lên lên cấp trưởng phòng rồi, hoặc là những cái cấp quản lý rồi, thì cái không gian tăng trưởng dần dần nó sẽ giảm, và cái thời gian để mà tăng ấy nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như là từ cấp trưởng phòng lên giám đốc trung tâm chẳng hạn thì nó sẽ lâu và khó khăn hơn rất nhiều. Do đó nên là trước năm 30 tuổi thì các bạn nên là ưu tiên cái việc định hình cái career path của mình, rồi có những cái chức danh hoặc là nâng cao cái việc là cái title về mặt quản lý, để chúng ta có cái kinh nghiệm quản lý, thì sau đó thì các bạn mới tiến đến cái việc là nâng cao cái thu nhập. Hay nói khác là ví dụ như là có thể là có những cái vị trí mà lương nó cao hơn, nhưng mà cái không gian tăng trưởng xét về mặt đường xa của nó là thấp hơn, thì các bạn nên ưu tiên những cái vị trí mà có cái không gian tăng trưởng nó xa hơn đó. Nó xa hơn thì khi đó thì nó sẽ có lợi về mặt lâu dài đối với chúng ta. Thế còn xét về mặt tuổi tác ấy, thì rõ ràng là ngoài 30 tuổi thì giống kiểu là chúng ta đang ở ngưỡng của điểm 8, điểm 9 ấy, mà chúng ta thi lên điểm 10 thì nó rất là khó. Ví dụ như điểm 10 là giám đốc rồi, thì mặc dù là cái scale của nó là rất là ít, chỉ ví dụ từ 8 đến 9 thì rất là khó, cái điểm thi của các bạn sẽ rất là khó để mà vượt từ 8 đến 9 hoặc từ 9 đến 10. Nhưng mà ví dụ như chúng ta đang vượt từ 3, 4 điểm mà chúng ta phấn đấu lên 7, 8 điểm thì nó tương đối là dễ. Chính vậy nên là ở đây chúng ta phải hình dung như vậy để chúng ta thấy rằng là khi nào mà chúng ta có cái nhu cầu tăng và tăng ở mức mức độ như thế nào đó. Chứ còn thì chúng ta đừng có ảo tưởng là theo kiểu là cứ công ty sau phải tăng chừng 20-30% so với công ty trước, nó không phải như vậy đâu các bạn ạ. Đến một cái ngưỡng nào đó thì cái mức độ của nó sẽ là đi ngang, hoặc là tăng ở một cái biên độ rất là thấp, thậm chí là giảm. Nên là cái việc đó nó cũng là cái việc bình thường mà thôi. Thì chúng ta phải đồng hành cùng với lại doanh nghiệp, cùng với các sếp, chứ không phải cái chuyện là các bạn đang một mình một ngựa, một mình một cái kiểu chơi, nó không phải như vậy.
Ok, thì bài hôm nay nó cũng không phải là cái chủ đề sở trường mà nó cũng không liên quan gì đến vấn đề công nghệ gì đây cả, chỉ thuần túy là chúng ta bàn một cái trăn trở, một cái băn khoăn là liên quan đến việc là tuyển nên tuyển người trong hay tuyển người ngoài, và cái lợi ích và cái thiệt hại nó là như thế nào, để chúng ta có những cái đôi lời chia sẻ trong cái dịp cuối tuần mùa Covid này mà thôi. Hy vọng là nó sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, share, subscribe đây để mà xem thêm các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.